Chào các bác nhé. Hôm nay là ngày khá đặc biệt với em. Em là người đi buôn xe cũ nhưng mà lại đi mua một cái xe mới. Đấy, hôm qua thì đi xem mà con Santa Fe nhưng mà thôi không có tiền, không mua được. Và hôm nay thì sale bên VinFast thì có gọi điện cho em là ra lấy cái con VF3. Thì hôm nay là em được giao, số thứ tự của em là 2223. Đấy, thì hôm nay em được giao và em đang ở đây. Thì mời các bác đi cùng em trải nghiệm con VF3 này nhé. Bởi vì con VF3 này là nói thật với các bác là em chưa được lái nó bao giờ đâu. Thì hôm nay em sẽ lái và em xem các bác cùng em đánh giá một cách thực tế. Bởi vì nói thật với các bác như này, cái con VF3 ấy thì em chưa được lái và em không bán nó. Thế thành ra là em không phải sợ review đúng hay sai, mà em sẽ review theo đúng cái thực tế, cảm nhận cũng như là cảm giác lái của nó. Đấy, ví dụ như con xe em mua về em bán đúng không? Đấy, thì mới nói đến cái chuyện là phải nói hay. Thế nhưng mà với con VF3 thì em không làm cái việc đấy, bởi vì là em mua về em đi. Thế thành ra là các bác đợi em xem là em trải nghiệm con này như nào thì em sẽ chia sẻ cho các bác một cách thực tế nhá. Thực tế 100% luôn. Đấy, cả có đáng để mua hay không. Đấy, em chưa lái nó đâu. Thế cho nên là thôi thì cứ vào xem nào đã nhá. Có vẻ là khá là đông các bác. Hôm nay là ngày giao xe của một số khách hàng đến nhận cho nên là khá là đông. Bây giờ em sẽ vào bên trong này em xem nào đã. Xuống đi em ơi. Đấy. Chìa khóa đâu rồi? Ở đây chìa khóa đây. Ok. Em này em định bỏ ấy. Vừa hôm qua em đi xem con Santa Fe là em định không lấy con này nữa. Em bán lại cọc. Thế nhưng mà hôm nay thì thấy sale báo là xe về một phát là thôi thì em xuống luôn. Rất nhiều xe khách hàng đến đây chắc để lấy này. Đấy. Rồi ok, đi vào đi em ơi. Đông lắm, nhiều xe lắm. Đây. Rồi. Đây VF3 này không biết là con nào là con của em. Chưa biết là con nào con của em luôn. Nhìn khá là đẹp. Hay có vẻ thích đấy. Đây. Nhưng không biết con nào nhá, rồi cứ đi vào đã. Vào trong showroom đã. Ký tá xong rồi các bạn, thanh toán tiền xong rồi. Nhưng bây giờ phải làm cái thủ tục để chuẩn bị là ra lấy xe. Đấy, thì bạn sale ra trước rồi. Thì em đang ngồi ở trong văn phòng tiếp khách của công ty Hoàn Đạo. Rất nhiều nhân viên các bạn. Đấy, rất nhiều luôn. Lát nữa em ra xe thì em quay em trải nghiệm các bạn nhé. Thấy báo là xe xong rồi, đi. Yeah. Một con màu vàng. Gắn hẳn chữ đây à, bản trong 6868 có cái này này đấy. Thật nào, ni lông còn nguyên, số thứ tự thì chưa có, sau nó gắn vào kia đúng không? À kia nhau, anh ra bán xe cũ nhiều thì không hoa hoét mấy. Con này em bảo là con màu vàng đầu tiên ở Thái Nguyên đúng không? Con đầu tiên ở giao ở cái đại lý này. Cái đại lý này. Giao ở tại đại rồi, lý. Rồi. Đầu tiên ở đại lý này ở Thái Nguyên đúng không? Ừ. Được chưa? Ngó qua. Anh ngó qua xem nó có mất keo chỉ thì không nhá. Okay. Đợi tí. Sơn zin. Sơn zin. Em có bị keo chỉ không? Có bị ngập nước không biết gì không? Này anh có cảm giác như là cái lô này nó về nó đẹp hơn cái đời đầu nó về lô đầu đúng không? Em cảm nhận thấy lô đấy. Lái nó im hơn. Nhìn này, lái tất cả mọi thứ với các chi tiết nó đẹp hơn cái lô đầu luôn. Sơn với những cái sơn và các chi tiết là đều anh thấy nó đều ngon. Sơn nhìn cái màu sơn cũng thế rồi các chi tiết cũng thế. Cái con đầu nó về là kiểu gì? Con đầu là nói thật là lắc một tay. Đấy là cứ lấy muộn hơn một tí cũng được. Thôi lấy là cứ thế lấy thôi chứ em. Hả? Hay là ra đây anh em làm kiểu ảnh vậy? Của VinFast này. Hôm nay anh nhận xe. À đây à, ok. Có hoa. Ok. Hạt riêng về. Ok, ok, cảm ơn. Anh gửi cho chị. Rồi, ok, anh cảm ơn. Con em đứng đây. À, đứng bên đấy à? Đây à? Đứng này à? À. Anh vào đi em chụp cho. Thôi không à. Ok. Đây để cái này ra phía đằng sau cái. Ôi giời. Đấy, ni lông các thứ là còn nguyên luôn này. Đấy.
có quay nữa không? Thôi để anh quay riêng đi. Ừ để anh ấy đi về. Đâu ngồi thử đi. Chú chưa ngồi bao giờ đúng không? Chưa bao giờ ngồi. À. Em phải hướng dẫn không? anh nghĩ là không. Đây em bàn giao 2 chìa khóa. À ok. Đâu? Em cầm nó 2 chìa khóa. Cái này để cứ nhắm phanh vào số là đi thôi chứ có đề gì. Hoạt động như VF8. Cần gạt của con này là phải bỏ ra khoảng 3-5 tỷ mới mua được cần gạt. Mẹt đấy, phải đùa đâu. Anh ra đây có 2 chìa. Ok, anh cảm ơn. Chìa này chìa cái, anh ra khỏi xe thì anh ấn khóa xe nó sẽ tắt máy. Ok, ok, anh hiểu rồi. Anh nhắm máy. Nhắm vào số là đi thôi. Đấy. Bỏ anh kia ra cái để anh đi nhưng mà đang vướng cái xe ấy đằng trước. Ừ. Sắp tới có về tiếp không em? Anh thấy anh em ngóng quá. Nhiều đấy. À đây à? Không thiếu đâu, tại vì Thái Nguyên mình nhiều như thế. À đây à? Công nhận đẹp hơn trước nhiều. Đẹp hơn cái lô về demo á. Cái con để xem ấy, ghế sau này. Thôi gọi ok, đi nhá. Ừ, ok. Quả vành lốp cũng khá là to. Em chưa ấy bao giờ rồi, ok. Anh cảm ơn nhá. Ok, ok. Chú anh con kia về anh nhá. Nào thì lần đầu tiên ngồi trải nghiệm VF3 nào các bác ơi. Ồ. À, cứ thế này đi thôi đúng không? Em đoán thế. À đúng rồi. Có vẻ là chìm phết đấy. Pin đang được 68% rồi các bác. Bởi vì là vừa mới sạc. Đấy. Chỗ để chân rất là hoành tráng. Lần đầu tiên là em xin phép được bóc siêu cái này nhá. Ok. Rồi. Và em thắt dây an toàn. Cho mình đúng luật. Thế nhưng mà hiện tại thì xe đang không có biển. Em cứ đi chạy cái đã. Rồi. Wow. Khác hẳn luôn. Đi ra đâu? Rồi thôi. Ủa này nó nhẹ thật đấy. Nhẹ bèo luôn. Chị em phụ nữ đi thì quá chuẩn. Không có gì để bàn. Ok anh về luôn. Anh đi lên. Ok lên đấy. Mình lên chỗ nào? Em lên chỗ đăng kiểm ấy. À. Chỗ đăng kiểm ngay đây. Vâng, anh đi ngược lên đấy. Vâng, ok. Ừ. Lấy xe về. Đang đi thử. Quá ngon. Con lần đầu tiên anh lái mà. Vâng, à, lần đầu tiên. Ừ, con này lần đầu tiên anh ngồi. Vâng. Ừ, giảm xóc cũng có vẻ được. Vâng. Đấy. Nói chung là trong tầm giá thì đây con Beijing đây. Ừ. Đang đi xe tàu bây giờ đi xe Việt. Nó có cái tiếng gì nó kêu kêu nhỏ nhỏ nhỉ? Tiếng à còn tiếng chưa thử cái điều hòa đâu nhỉ, còn chưa biết dùng. À rồi. Còn chưa biết dùng luôn. Điều hòa mát. Con này nào anh về Ấn Độ nó đồng nhất Thái Nguyên. Không, cái này đấy vợ đi nó chẳng thích độ đâu. Con này thử mang tốc mà. Mát lắm. Cảm giác tăng tốc nó cũng tựa tựa như xe xăng nhỉ. Đấy. Nó cũng xem như xe xăng thôi. Đi xe điện nhiều quen, ví dụ con này đi nó không như cái dòng xe điện kia là nó hơi có cái tiếng réo của động cơ một chút. Bởi vì con này nó thế. Nhưng mà giảm xóc thì cũng ok đấy. Đấy đi qua những chỗ này là được. Xe nó nặng hơn tấn. À. Em xuống chỗ nào? Đây cho em xuống cổng đăng kiểm này. Chị cảm ơn nhé. À đây à. Sang lấy xe về để test đi ai giao cho khách. À đây à? Vâng. Đây cho em xuống cửa. Ok. Rồi, chúc rồi. Anh chị đi tô dùng bẩn nha. Ok, cảm ơn nhá. Cảm ơn nhá. Ừ. Bây giờ thì chính thức trải nghiệm trên con này đi về. Vừa rồi có khách thì em không nói nhiều lắm. Cái trải nghiệm đầu tiên là khi các bác khởi hành đi lên
thì các bác sẽ thấy là cái tiếng động cơ nó hơi réo lên một chút, thì cũng phải thôi, nó là xe điện mà. Đấy, động cơ ngay ở dưới gầm là hơi hơi có tiếng réo một chút. Đấy, đây các bác nghe thấy. Đấy, là em thấy cảm giác là như thế. Nhưng nếu để so với một cái xe xăng, ví dụ như là Hyundai i10, thì em thấy rằng là nó ở cái mức độ ổn thì nó cũng xem kiểu như nhau. Đấy, nhưng mà khi mà ngồi chưa quen ấy, lái chưa quen ấy, là cái tiếng réo của động cơ làm cho ta hơi khó chịu một chút. Đấy, nó không được như là xe xăng, hay có lẽ là xe xăng thì em đã đi nhiều quen rồi, hoặc đi trên con Beijing kia thì nó cũng là quen rồi. Đấy. Xe nào về giảm xóc thì em thấy cũng khá là ổn. Đấy, nó không có cái vấn đề gì gọi là mềm quá hay là cứng quá, nó ở cái mức vừa phải. Cộng với cái là cảm giác lái thì vô lăng phải nói rằng là rất nhẹ, chị em lái rất là hợp lý luôn. Đấy. Còn một cái nữa là khả năng khi mà đi như này, em làm chủ cái xe này phải nói rằng nó khá là ok. Cái vòng xoay vô lăng của nó rồi có lẽ là nó sẽ hơi nhiều hơn con xe bình thường. Tức là các bác để ý là khi con xe bình thường em phải quay nhiều hơn thì nó mới cua được. Thế nhưng mà con này em chỉ còn quay với cái độ nó nhỏ hơn thì nó cũng đã lái được rồi. Đấy, các bác thấy không? Em có nghĩa là em quay nhẹ một cái thì nó đã lạng lách sang một bên rồi. Đấy, thì con này cũng phải thôi, bởi vì bản chất nó là một cái xe đi trong đô thị thì nó sẽ đi theo cái kiểu là nó sẽ kiểu như là cái vòng cua của nó sẽ rất là hẹp. Thế thành ra là cái vô lăng này đánh lái ở một cái góc nó nhỏ hơn con xe xăng. Thế nhưng mà nó sẽ cua được mạnh hơn, nhanh hơn. Đấy, bản chất của nó là đi chậm và năng động. Đây là chính là cái cảm giác khi mà em lái trên con VF3 này. Đấy. Khi mà đi một lúc ấy thì là em thấy nó em quay rằng sau một chút. Đi một lúc là em thấy nó kiểu như là khá là quen xe. Đấy. Thì không biết được rằng là sau này đi các thứ như thế nào thì em đang chưa rõ, nhưng mà em thấy được rằng là nó khá là ổn ở mức tầm giá lăn bánh. Con này giá cả lăn bánh luôn, mà em đặt thời điểm đầu nó đó chính là 239 triệu. Lăn bánh, sau này em sẽ phải mất thêm một khoản, ví dụ như là dán kính các thứ linh tinh thì cái đấy thì em không nói nha. Đấy, thì em sẽ mất thêm một khoản, đó chính là cái mua thêm một cái sạc. Sạc thì hiện tại là hãng bán có hai loại, một loại 4 triệu, một loại 6 triệu. Một loại 6 triệu thì mình có thể sạc ở những cái cây khác nữa đều được, nó nối vào. Đấy, còn một cái loại 4 triệu thì là nó chỉ có thể sạc được tại nhà mà thôi. Thì khả năng là em sẽ mua con sạc là 6 triệu. Các bác để ý là khi mà em ngồi như này thì em giơ gang tay lên như này thì là đầu em còn cách ở trên gang tay này, em nghĩ rằng nó tầm khoảng tầm 16-17 phân. Đấy, 16-17 phân. Em mịch thì sẽ cách đâu đó khoảng tầm 10-12 phân gì đấy. Đấy là nếu em mịch ngồi. Đấy. Điều hòa thì phải nói rằng là khá là mát. Em đang ngồi như này thôi nhưng điều hòa nó đang thổi vào tay của em thôi, nó khá là mát. Đấy. Cái con ở Thái Nguyên này thì cũng có một vài con màu vàng rồi, nhưng họ mua ở nơi khác về hoặc là làm đăng ký. Còn ở đại lý này, đại lý Vân Đạo của Thái Nguyên này, đại lý VinFast ở Thái Nguyên này, thì đây là con màu vàng đầu tiên giao ra. Đấy. Nhưng mà như vừa nãy nhận xe thì em có trao đổi với các bác nói chuyện là cái mức độ hoàn thiện về độ đẹp của cái con xe này, con xe này đẹp hơn hẳn cái con mà thời đầu nó mới về. Cái gì không biết. Đấy, không biết mình đang dừng làm gì không biết. Đấy, thì em tiếp tục di chuyển con này là đi về. Có lẽ rằng là sau này mà đi loanh quanh các thứ thì em chỉ đi con này thôi các bạn, chứ không đi con Beijing nữa. Cảm giác lái của nó rất là hay. Tuy nói thẳng ra là không được nhẹ nhàng, không được êm ái và không được ồn hơn con Morning. Thế nhưng để mà đánh đổi đi khoảng thời gian ngắn, khoảng quãng đường ngắn ấy, thì em thấy nó rất là ok. Đấy. Mà cũng không phải là chật chội lắm đâu các bác. Em ngồi như này thôi mà tay các thứ khuỳnh các thứ là thoải mái luôn. Đấy. Còn đây thì cái màn hình này thì em đang chưa biết cách sử dụng các thứ của nó đâu. Và hiện tại thì con này bây giờ nếu muốn sạc thì phải kích hoạt được. Như bạn sale bạn bảo là tầm khoảng 2-3 hôm thì mới kích hoạt được để anh sạc. Đấy, sạc pin ấy. Còn bây giờ thì là bạn ấy vừa cho vào trong hãng sạc tạm. Sạc tạm để em đi về. Đi về và mang đi dán kính, dán kiếp các thứ linh tinh nữa. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Mời các bác tiếp tục theo dõi để em chạy về đường Việt Bắc và chạy về nhà nhá.
Rồi. Về đến nhà rồi các bạn. Sau khi di chuyển được mấy cây nhỉ? 6 cây. Thì em đã về đến trước cửa nhà em. Cảm nhận phải nói rằng là quá ok so với một con xe đô thị các bạn ạ. Ở cái tầm tiền hơn 200 này, thực ra mà nói ý, nếu để mà chạy xa mong anh em 10 chạy xăng ấy thì ok, không vấn đề gì hết, nhưng để mà đi đô thị thì cá nhân em thích con này hơn. Đấy, cá nhân em thích con này hơn. Cực kỳ chất và cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, quá hay luôn các bạn ạ. Này, cao đẹp từ các thứ này. Phải nói rằng là con này tắt máy à, chỉ việc bấm khóa lại là nó sẽ tắt. Đấy. Đây. Úi trời, đấy, rơi mất cái chìa khóa thôi. Cửa to thế. À. Cửa quá to luôn đấy chứ. Cửa à? Cửa to nhờ. Đây, này, cầm cái chìa khóa này ra nữa. Cái chìa này là dùng cắm vào đấy đây, hai chìa. Đây. Đẹp không? Trông cũng đẹp đấy chứ đúng không? Bánh to phết. Ừ. Bánh to. Bánh to thôi rồi luôn. Bánh này to hơn như người. À. Đây dán cái gì đây? Cái này là về phải vệ sinh. Dán cái gì đây? Dán kiểu nó dán cái tre vào đấy. Dính rồi. Ừ. Chưa khóa à? À cầm, mở cốp cầm cho anh cái bó hoa trong cái da với. Trong cái này à. À. Kêu. Có nghĩa là mình bấm mở lên là nó sẽ kêu bằng còi. Đấy. Rồi đóng cốp xuống. Cái này chỉ bấm mở cái là chạy thôi, cho chìa phát là chạy luôn. Đấy, về đến trước cửa rồi. À, còi pem lên cho nó ác chứ này. Màn hình to. Ừ. Cảm ứng to. Màn hình to thôi rồi. Đi đâu nhỉ? Hoa cái anh nhỉ? Rồi ok. Kết thúc đi nhận xe các bạn. Mất gọi như là gần một buổi sáng, 2-3 tiếng đồng hồ.